Ok, xin chào các bạn, mình là anh Da Ngăm đây. Thì như tiêu đề các bạn đã nhìn thấy thì hôm nay mình sẽ đi mua xe mới. Sau bao nhiêu ngày thì đi làm lẫm vất vả thì cái ngày mình mong chờ nhất là ngày hôm nay mình sẽ đi mua một chiếc xe mới mà mình mơ ước. Mình để dành tiền cũng rất là lâu rồi, và nhân cái ngày sinh nhật của mình á, thì mình tự thưởng cho mình một món quà luôn. Thì hôm nay mình sẽ đi với ba của mình, mấy bạn cùng mình đi mua xe nha. Let's go. Màu xanh với màu xám không anh? Đúng đó. Giống với màu đỏ mà nó màu xanh với màu xám. Xám đỏ anh. Dạ. Màu xám đỏ với màu xám màu xanh anh. Cho con coi hai màu được không? Màu xanh đưa em mình đã lên hết thì còn màu xám để trước lấy màu xám cho anh coi. Màu xanh đó còn màu đỏ đó. Đỏ đó đợi ngang rồi. Màu đỏ cũng giống vậy. Xanh hết được rồi. Anh bên Quang Trung còn màu xanh không anh? Dạ. Hả? Định xem hai màu rồi coi. Dạ. Dạ. Được không? Trước con định mua con này nè. Cái đuôi nó bị cục. Cái này nó xẹp chưa? Dạ. Cái này nó lên xẹp xong. Dạ. Con này chạy nhanh nhất, 150, con này chạy nhanh nhất. Đó, để con định mua con này nè. Con này là 77 triệu. Con mà ba thấy anh kia chạy đúng không? Nay còn 74 mà. Nay còn 74. Đời mới luôn, mới 2019 luôn. Còn 74. Cái này nó khác nó bự quá. Dạ bự quá. Con này không đa đâu. Đa nhỏ xíu à. Ủa, 74. Dạ 74. Cũng 2019 luôn hả? Dạ. Này là mới 2019 rồi. 2019 luôn, 2019 luôn. Màu này có 2019. Màu này có 2019 luôn. Con này nó độ cho mình không? Độ xi nhan. Còn mấy đó có không? Dạ. Không, nếu mà không có màu mình đi qua màu xanh bên Quang Trung mình coi. Quang Trung cũng kế bên coi xong không thấy mình quạch lại đây. Đó là chi nhánh của nó hết luôn. Dạ, lên coi. Còn xanh còn xám luôn. Còn hai con luôn. Tại hôm tuần rồi em cũng qua đây em coi rồi, tưởng đâu nó bán luôn rồi. Được con nào thì em bắt nó. Dạ dạ. Anh chạy từ đâu lên? Em từ Long An lên. Long An. Dạ tuần rồi em chạy qua đây em coi màu á. Xong rồi em lấy tiền, bữa nay qua lên thôi. Anh Tư làm giấy luôn hả? Dạ anh Tư làm giấy. Xanh đẹp hơn các bạn. Ừ. Xanh đẹp hơn màu xám ha. Dạ. Có một chiếc rồi. Như mỗi chi nhánh là có một chiếc. Trung đa phần là nhập mẫu là một hai chiếc. Ủa con này có ai quen chưa anh? Này lát em số hỏi biết rồi. Mình tầm khoảng 2-3 tuần sau á. Dạ. Nó sớm em mang sớm. Vậy là mình mang về. Dạ mang về thì được, còn hải quan nếu có hải quan mới làm giấy. Thấy được chứ? Dạ đúng rồi. Ủa, hình như có hải quan rồi, bữa ông hỏi có rồi. Dạ anh xuống nó rửa xe giống là chiếc nãy. Mẹ là màu đỏ. Dạ. Mẹ thì lại thích màu đỏ, mẹ nói màu đỏ không có hợp với mẹ của con. Đấy, còn mẹ nói cái gì cũng màu đỏ. Đỏ với đen về độ lại. Này thì nó tông cũ. Dạ. Này thì nó tông cũ, nó màu xanh tươi. Nó màu cũng giống như cái quen pha. Quen pha. Hả? Quen pha. Không có cái màu á. ngoài không ra. Chứ để gì nữa không lỗi chấm bùn là vắng ở dưới rồi. Cái kết sát cho bánh rồi. Dạ đúng rồi. Nó có khuyến mại gì mà nó bảo hiểm 3/4, nó bảo hiểm 3/4. Giá này là nhiêu? 6-7. Nó bảo hiểm, cái đó bảo hiểm. Tại thường mấy cái xe nhập khẩu là nó ít khuyến mại. Dạ 6 7. Cái này là mình có bảo hành vậy mà. Xe nhập khẩu thì mình có một bảo hành nha. Không bảo hành. Nếu mình được bảo trì bảo dưỡng 2 năm là mình được kiểm tra xe miễn phí trong vòng 2 năm tương đương 20.000 cây. Thì cuối cùng mình nhớ thay thế vẫn tính tiền nha. Xe này mình đi 300 đến 500 cây đầu thì mình thay nhớt, lần đầu thay nhớt với lọc luôn. 3 với 500. 3 đến 500 trong phạm vi đó. Tốt nhất là 300, 300 mình thay nhớt là vừa rồi. Là lần đầu thì những cái máy móc cũng ra nhớ cạn á thì nó cũng tốt cho xe. Thì mình thấy nhấp shop thì nó ok hơn. Mình lấy cái này luôn đúng không? Đúng rồi, không 67 rồi. Dạ 67. Dạ. Làm giấy đây à? Dạ cho một chứng minh hộ khẩu. Khi đó mình có thể visa mình có hải quan chưa chị? Visa màu xanh á. Khoảng thứ 6 thứ 7 có hồ sơ cho cái mặt này. 6 thứ 7 là bây giờ mình mua rồi mình có đầy đủ giấy tờ chưa để mình làm biển số? Dạ thứ 6 thứ 7 mới đầy đủ được, tại còn phải chờ có hóa đơn rồi công ty chính thức mới được. Vậy là bây giờ mình có lấy xe được không? Dạ được, lấy xe. Về em. Lấy đổ con muốn. Dạ đi đổ con. Dạ. Cái áo mưa mấy em hết nên tặng anh một cái nón thường luôn. Hai cho cái áo mưa. Ok. Này bỏ mưa 3. 300 cái đầu mình thấy nhớt nha. Nhiêu à? 300 cái đầu. Thấy nhớt ha. Còn đầu thấy nhớt với lọc nha. Cái lọc nhớt như đây. Khi nào có đăng kèm thì bên em sẽ để danh lấy hoặc là gọi bưu điện về phía các bạn. Rồi. Dạ. 3 chở rồi. 3 chở đó đi. xanh. Cô nhạy lắm á. Chạy vòng không? Nè. Sao? Sữa. Sao thấy xe đẹp không? Bự không? Đây có chở lại được nữa. Được mà, cái yên nó tới đây nè. Còn gắn cái miếng này nữa hả? Con gắn cái đồ để đồ nữa. Con phải qua anh hai lấy sữa nữa đó. Anh hả? Không, anh hai đem sữa qua cho con đó. À, con nó vô con rồi đưa nó ngồi còn hơn. Anh chạy sữa ra. Bà từ từ. Cái này là kịp cỡ thứ 3 chở. Để coi. Phải có mặc đồ, sợi đồ. Mặc giáp, để con mua giáp bà. Đưa lên hình nền là cũng được. Đưa lên cái tầng mở dưới rồi. Bật cái này xuống ba. Bật cái này xuống mới đề được. Làm vòng thôi ba. Ghê. Ghê thật. Thật là ghê.